Hoa hậu Việt Nam 2022, nhan sắc 4 người đẹp được đặc cách vào vòng chung khảo toàn quốc. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, những cô gái đạt danh hiệu cao tại các cuộc thi cấp tỉnh, thành phố diễn ra trong năm 2021 hoặc 2022 được đặc cách vào vòng chung khảo toàn quốc. Trong top 33 người đẹp vào chung khảo toàn quốc của khu vực miền Bắc có 4 cô gái đạt đủ điều kiện đặc cách này. Theo thể lệ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 được công bố chính thức, các thí sinh đã đạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2, Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 2 và người đẹp nhất, nhì, ba tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành phố, ngành. Khu vực diễn ra trong năm 2021 hoặc 2022 sẽ được đặc cách vào vòng thi chung khảo toàn quốc. Nếu như thí sinh đó phù hợp các quy định nhân chắc cũng như các quy định khác ở điều kiện dự thi. Trong top 33 người đẹp lọt vào vòng chung khảo toàn quốc của khu vực phía Bắc, có 4 cô gái đã đạt đầy đủ các điều kiện trên và được đặc cách vào vòng chung khảo. Phạm Giáng My. Phạm Giáng My sinh năm 2004, người đẹp hiện là sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội. Giáng My giành danh hiệu Người đẹp Hoa lư 2022, đồng thời giành được giải thưởng phụ người đẹp mặc trang phục áo tắm đẹp nhất cuộc thi. Giáng My cao 1m69, cân nặng 48kg. Và có vòng eo siêu nhỏ, chỉ 55cm. Tại cuộc thi Người đẹp Hoa lư 2022, Giáng My được nhận xét có gương mặt đẹp, nụ cười tươi, sáng sân khấu và hình thể cân đối. Nguyễn Thị Minh Thư. Sinh năm 2004, Minh Thư hiện là sinh viên Đại học Kinh tế, Kỹ thuật Công nghiệp. Cô cũng tham gia cuộc thi Người đẹp Hoa lư 2022 và giành danh hiệu Người đẹp thứ hai năm 2022. Vũ Phương Thảo. Vũ Phương Thảo sinh năm 2000, sở hữu chiều cao 1m68, người đẹp đã tốt nghiệp khoa tiếng Trung của trường Đại học Mở Hà Nội. Phương Thảo giành danh hiệu Người đẹp xứ Huyên 2022. Trong tương lai, Phương Thảo mong muốn được làm việc trong lĩnh vực quan hệ hợp tác quốc tế, góp sức phát triển mạnh ngành du lịch tỉnh Tuyên Quang. Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi mà người đẹp đã ấp ủ mong muốn được tham gia từ lâu. Nguyễn Thu Hà. Nguyễn Thu Hà sinh năm 2003, sở hữu chiều cao 1m72, là sinh viên của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Thu Hà giành danh hiệu Người đẹp thứ hai cuộc thi Người đẹp xứ Huyên 2022. Sau cuộc thi, Thu Hà đã dành thời gian đi trao tặng học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại tỉnh Tuyên Quang.